Thì chào các em, thì thầy tiếp tục cái bài giảng về toán kinh tế. Buổi thứ hai là mình nói về cái ma trận nghịch đảo và hạn của ma trận. Thì nói thứ nhất là cái khái niệm ma trận nghịch đảo, thì cho một cái ma trận vuông A. Nếu mà có một cái ma trận B cùng cấp với A mà để mình A nhân vô B, hoặc là mình lấy B nhân vô A đó, thì nó ra là ma trận đơn vị cùng cấp với nó. Thì khi đó thì cái B được gọi là ma trận nghịch đảo của A, và mình ký hiệu ma trận nghịch đảo là A mũ trừ 1. Thì khi nói ma trận nghịch đảo thì các em lưu ý là chỉ nói ma trận nghịch đảo của ma trận vuông thôi, còn những cái ma trận mà không vuông thì mình không có nói về ma trận nghịch đảo của nó. Và ma trận nghịch đảo của một ma trận vuông nếu có là duy nhất. Và khi mà một cái ma trận A mà nó có ma trận nghịch đảo thì mình nói A là ma trận khả nghịch. Thế điều kiện cần và đủ để ma trận A khả nghịch là định thức của A nó khác không? Ở đây tôi lấy cái một cái ví dụ như thế này. Bây giờ cho ma trận A như thế này, thì ma trận nghịch đảo của nó là ma trận cho phía dưới đây. Đó. Bây giờ chúng ta thử, chúng ta lấy hai cái ma trận này chúng ta nhân với nhau thử. Không? Thì cái máy tính chúng ta có thể tính được cái ma trận tới cấp 4. Thì thầy bấm thử menu menu 4 ha, tạo ma trận. Thì ở đây ma trận cấp 3 này tôi sẽ chọn 3 dòng 3 cột. Và tôi nhập ma trận này vô. Thì đây là ma trận A tôi tạo rồi. Bây giờ muốn tìm ma trận nghịch đảo của nó thì tôi sẽ lấy ma trận A ra. Rồi sau đó tôi bấm thêm cái dấu mũ trừ 1 này. Đây đây là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Đó bây giờ nếu thì theo định nghĩa thì cái ma trận này nó nhân cho ma trận A nó phải là ma trận đơn vị. Mình có thể kiểm tra lại điều này. Ví dụ như chỗ ma trận này mình gắn cho ma trận B đi. Đó, thì bây giờ mình sẽ lấy ma trận A nhân ma trận B thử ha. Ma trận A này. Nhân ma trận B. Đó, thì nó ra đúng là ma trận đơn vị. Đúng chưa? Ma trận đơn vị. Đó. Tiếp theo là chúng ta nghiên cứu về cái cách tính ma trận nghịch đảo. Thì nếu như A là ma trận khả nghịch, tức là nó có nghịch đảo, thì ma trận nghịch đảo của A nó tính theo công thức này. Thì công thức này ở đây á, thì cái chữ A mà ghi trong cái chuyện đối thì có nghĩa là định thức của A, lúc nãy mình ghi delta A đó. Còn cái A sau này nó chính là ma trận phù hợp của ma trận A. Mà ma trận phù hợp của ma trận A thì nó sẽ tính bằng cái gì? Nó tính bằng cái mỗi phần tử của ma trận phù hợp này nó chính là gì đây? Như như A lớn 1 1 này nó chính là gì đây? Là phần bù đại số của cái phần tử A nhỏ 1 1. À. Vậy thì cái A lớn easy này nó chính là phần bù đại số của cái phần tử A nhỏ easy. À. Và khi mình lấy tất cả các phần bù đại số của tất cả các phần tử AZ rồi đó, mình sẽ quán vị nó lại à, xin lỗi, chuyển vị nó thì mình được cái ma trận phù hợp. Tôi lấy ví dụ như thế này, bây giờ là cái tìm ma trận nghịch đảo của ma trận này, hiển nhiên là mình bấm máy tính được rồi các em, nhưng mà bên đây mình lấy ví dụ, mình sẽ tính ra từng phần cho các em xem. Thì ở đây là cái định thức của ma trận A thì mình tính được bằng âm 2, 22, cái này các em có thể kiểm tra được. Thì cái này là tôi tính định thức bằng cái cách là tôi khai triển định thức này theo cái cột thứ nhất. À, khai triển thì cột thứ nhất thì cái phần tử này nó khác không nè, nó bằng 2 này. Nhân cho phần bù đại số của nó chính là cái định thức này. Và phần tử thứ ba của cái cột thứ nhất này đó là phần tử số 5, tại phần tử số 2 của nó bằng 0 mà. Nhân phần bù đại số nó bằng 0.
cho nên khai triển định thức theo cột thứ nhất thì tính ra được âm 22. Thì các em có thể kiểm tra lại bằng cách là chúng ta bấm máy tính để kiểm tra cái định thức này lại. Đó. Tức là ở chỗ này mình đã có cái ma chặn A rồi, nhưng mà bây giờ mình sửa nó lại theo cái đúng cái đề này thì nó là 2 nè, trừ 1, 3 nè, 0 nè, 3 nè, 1, 5, trừ 2, 4. Thì em tính định thức của ma chặn thì em bấm option nè, mũi tên xuống, định thức số 2. Định thức của ma chặn A là bấm xuyên số 3 nè, rồi. Đây là gam 22. Hiển nhiên là máy tính thì mình tìm ra ma chặn nghịch đảo được rồi, nhưng mà tôi muốn minh họa cho cái công thức lúc nãy mình cung cấp đó, tại vì máy tính mình chỉ bấm được tới cái ma chặn cấp 4 thôi, con vuông cấp 4 thôi, cho nên là mình cũng phải nghiên cứu công thức lại. Đó, bây giờ là sau khi mình tính được định thức rồi nè, rồi bây giờ mình sẽ tính phần bù đại số của từng phần tử. Ở đây là tôi sẽ tính phần bù đại số của phần tử A11. Đây là A11 nè. A11. Vậy thì cái phần bù đại số của nó là gì? Phần bù đại số của nó là trừ 1 mũ 1 cộng 1 và nhân cho gì? Định thức con bù của nó là ở đây mình bỏ đi dòng 1 cột 1 thì lúc này nó còn ba ba bốn phần tử này. Bốn phần tử này á, thì nó sẽ tạo thành một cái định thức cấp 2. Đúng chưa? Đó, thì nó chính là cái chỗ này. Chỗ này. Và mình tính định thức này ra thì nó ra được 14. Và tương tự như vậy thì phần bù đại số của cái phần tử phần bù đại số của phần tử thứ hai A12. Chỗ này là A12 nè. A12 nè. Mình bỏ đi cái cột này, bỏ đi cái dòng này. Thì lúc này nó còn phần tử là 0514, 0514. Nhưng mà ở cái phần tử này đó là nó ở dòng thứ thứ nhất. Dòng thứ nhất và cột thứ hai, cho nên mình sẽ nhân thêm trừ 1 mũ 1 cộng 2, tức là trừ 1 mũ 3. Trừ 1 mũ 3 là bằng trừ 1. Mà trừ 1 nhân cho cái định thức con này là nó ra là âm của cái định thức con này. Đúng không? Tức là số đối của cái định thức này. Đấy, thì cái và cái định thức này thì nó ra âm 5, âm 5 mà thêm dấu trừ nữa là 5, dương 5. Và tương tự như vậy thì mình sẽ tính cái phần bù đại số của cái phần tử A13. Đó, A13 thì A13 chúng ta nằm chỗ này. Vậy thì cái phần bù đại số của nó là định thức con là 0,5,3 trừ 2. Và do là cái phần tử này ở vị trí là 1 1 3. Tức là ở đây mình sẽ nhân thêm trừ 1 mũ 1 cộng 3. Tức là bằng trừ 1 mũ 4. Đúng không? Trừ 1 mũ 4 thì nó cái này nó sẽ bằng bằng 1. Và 1 nhân định thức này bằng chính định thức này. Và tương tự như vậy thì mình sẽ tính tất cả các cái phần bù đại số của tất cả các phần tử ở đây thì mình được cái kết quả như thế này. Và sau đó là cái này mình sẽ sắp theo cái cột. À, phần bù đại số của dòng thì mình sắp thêm một cái cột. Thấy không? Đấy thì em coi lại nè. Này là 14 5 âm 15. Này mình xếp xuống là 14 nè, 5 âm 15. Đúng chưa? Đó, rồi chỗ này là âm 2, âm 7, âm 1. Mình xếp thành cái cột 2 là âm 2, âm 7, âm 1. Rồi, tương tự như vậy thì cái phần bù đại số của cái dòng thứ ba là nó sẽ là âm 10, âm 2, 6. Cái phần bù đại số của cái dòng thứ ba này. Âm 10, âm 2, 6. Đúng chưa? Âm 10. Đó. Còn cái định thức của ma chặn A đó chính là âm 22. Đó. Như vậy thì mình nhân vô thì ở đây mình sẽ được ma chặn nghịch đảo của A nó sẽ là cái số này. À, số này. Đây bây giờ mình sẽ thử bấm máy tính rồi mình tìm lại ma chặn nghịch đảo này. Lúc nãy là ma chặn A của mình là ma chặn này. Đó. Bây giờ mình thử bấm A mũ trừ 1 ha. Option nè. A này, mũ trừ 1. Thì nó ra số này. Số này là âm 17 phần âm 7 phần 11. Âm 7 phần 11.
thì em thấy là cái chỗ này mà nhân vô vô đây á, là nó là âm 14 phần 22, tức là âm 7 phần 11, rõ ràng chưa? Đó. Rồi chỗ này là 1 phần 11. Cái âm 2 này mà nhân cho là âm 1 phần 22 thì nó còn lại là 1 phần 11, đúng chưa? Đấy. Rồi chỗ này là 5 phần 11, tức là 10 phần 22. Đó. Rồi tương tự đây là trừ 5 phần 22 thôi. Này nó không không có không đơn giản được nên nó còn trừ 5 phần 22 nè. Chỗ này là 7 phần 22 nè. Rồi chỗ này là 2 phần 22, tức là 1 phần 11. Rồi chỗ này là 5 15 phần 22. À, rồi 1 phần 22 và âm 3 phần 22. Đấy, thì đây mình tính được ma trận nghịch đạo. Có một cái nhận xét là khi mà mình tính ma trận nghịch đạo theo cách này á, thì mình phải tính rất nhiều cái định thức con. Ví dụ như em tính cái định thức tính tìm ma trận nghịch đảo của ma trận vuông cấp 4 thì em phải tính 10 17 cái định thức. Tức là mình phải tính một định thức cấp 4 và 16 định thức con cấp 3. Đó. Và tương tự như vậy, nếu mà tính tìm ma trận nghịch đảo của ma trận vuông cấp 5 thì mình phải tính cái định thức cấp 5 và 25 định thức con cấp 4. Vậy thì cái khối lượng phép tính nó rất là lớn. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng máy tính thì cái cách này là làm được. Đó là máy tính ấy, tôi nói là máy tính, máy vi tính của em nè. Ngoài cái cách tìm ma trận nghịch đảo bằng cái phương pháp ma trận phù hợp đó, thì chúng ta còn tìm ma trận nghịch đảo bằng cách là gì đây? Phương pháp Gauss. Cái phương pháp Gauss này đó là chúng ta sẽ ghép ma trận A và ma trận đơn vị thành một ma trận ghép lớp như thế này. Người ta dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng mà đưa ma trận A này về dạng Y ghép với B, thì khi đó B nó chính là ma trận nghịch đảo của A. Thì phương pháp này là gọi là phương pháp khử Gauss giọt đan. Thì tôi lấy ví dụ là tìm ma trận nghịch đảo của ma trận này nè, đúng không? Thì đầu tiên đó là tôi ghép ma trận A với ma trận đơn vị nè. Ma trận đơn vị sao vậy, thì tôi được cái ma trận ghép lớp này đó, nó có 3 dòng thôi nhưng mà nó tới 6 cột, đúng chưa? Và cái phép biến đổi thứ nhất là tôi lấy dòng 1 và nhân cho trừ 1, tôi cộng xuống dòng 2, dòng 3 thì tôi được cái ma trận thứ hai. Mà từ ma trận thứ hai này đó thì tôi sẽ đổi hai cái dòng dòng 2, dòng 3 cho nhau thì tôi được ma trận thứ ba này. Đó, từ ma trận thứ ba đó là tôi lấy cái dòng 2 tôi nhân cho 1 phần 2. Không, nhân cho 1 phần 2 thì tôi ra được cái ma trận thứ tư này, ma trận thứ tư này. Đó, thì từ ma trận thứ tư tôi lại lấy cái dòng dòng thứ 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 ba này. Dòng thứ ba này tôi nhân cho âm 1 phần 2, tôi cộng lên dòng thứ hai nha, thì tôi được cái dòng thứ hai ở trên ma trận thứ năm này. Đó. Rồi tôi lại lấy cái dòng thứ tư này, thứ ba này tôi nhân cho âm 1 rồi tôi cộng lên cái dòng thứ nhất. Đó, thì chỗ này nó ra số 0 nè. Rồi mấy chỗ này nó biến đổi theo tương ứng. Đó, thì tôi được cái ma trận thứ năm. Từ cái ma trận thứ năm này tôi biến đổi bằng cách là tôi lại lấy cái dòng thứ thứ hai này nè, tôi cộng vô cái dòng thứ nhất thì cái chỗ này nó thành số 0. Mấy chỗ khác nó không thay đổi, còn bên đây thì nó thay đổi theo tương ứng. Thì nó ra được cái ma trận thứ sáu. Và tôi thấy là ma trận thứ sáu này đó là nó có dạng ma trận đơn vị và một cái ma trận vuông cùng cấp coi sao. Như vậy thì ma trận vuông cùng cấp này đó, nó chính là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Thì đây là cái cách mà tìm ma trận nghịch đảo bằng cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng.